Xin chào các bạn, mình là Thanh Huỳnh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trò ảo thuật có tên là đôi bài tìm nhau. Thì tất nhiên trước hết để diễn được trò ảo thuật này thì các bạn cần có một cái bộ bài. Ở đây thì chúng ta cần có một bộ bài bình thường thôi. Đó, các bạn có thể lấy những cái bộ bài xung quanh chúng ta mà chúng ta thường hay dùng để đánh bài. Trò ảo thuật này thì chúng ta có thể cho khán giả sao bài trước khi diễn. Sao thoải mái, muốn xem nhiều lần thì sao. Có thể kênh bài. Đó, rồi. Chúng ta có thể trả bài ra cho khán giả xem. Trước khi diễn chúng ta làm một vài động tác cho nó đẹp. Thì bước tiếp theo thì chúng ta có thể nói với khán giả rằng bây giờ mình sẽ lấy ra bất kỳ trong cái bộ bài này hai quân bài bất kỳ nào đó. Đó, ví dụ như mình lấy con hai bích với lại con xì chuồng đi. Đó, rồi mình sẽ gom bộ bài lại. Rồi mình sẽ nhờ khán giả lấy ra cho mình một vài lá bài trong bộ bài theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đó, khán giả sẽ lấy. Khán giả muốn lấy bao nhiêu lá thì lấy, nhiều hay ít tùy vào họ. Rồi, ví dụ như dừng. Rồi, tiếp tục mình sẽ nhờ khán giả chia ra làm hai theo thứ tự giúp mình. Những bước này thì khán giả hoàn toàn là tự làm. Rồi. Đó. Việc còn lại là của mình, cũng là việc cuối cùng. Có nghĩa là mình sẽ lấy từng lá bài đặt lên mỗi tụ bài. Đó. Ở đây mình có hai lá bài là con hai bích và con xì chùa. Và khi mình búng tay một cái thì tự động con hai bích nó sẽ tìm thấy một cái lá bài mà có thể đi đôi với nó. Đó là con hai chùa. Và tương tự như vậy, con xì bích nó có thể tìm ra một lá bài đi đôi với nó, đó là con xì bích. Đó. Rồi, trò thuật đến đây là kết thúc. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trò ảo thuật này. Thì như mình đã nói lúc đầu thì trước hết để diễn được trò ảo thuật này thì các bạn phải có cho mình một bộ bài. Thì bộ bài này thì các bạn có thể lấy những cái bộ bài mà chúng ta thường hay dùng để đánh bài hàng ngày. Hoặc là nếu có điều kiện thì các bạn nên đầu tư cho mình một cái bộ bài Mỹ như thế này. Thì bộ bài này thì thật sự giá trị của nó cũng không mắc lắm đâu. Nó tầm khoảng từ 80 đến 100 nghìn đồng. Thì thường được bán ở các shop ảo thuật. Đó. Các bạn có thể lên mạng để tìm. Hoặc là nếu các bạn muốn ủng hộ mình thì hãy vào trang web thanhhuynhmagic.com để mua bộ bài và diễn. Đó. Thì như mình nói là cái trò ảo thuật này thì mình có thể cho khán giả xem bài thoải mái. Sờ thoải mái, kênh bài hay làm gì đó không được. Đó, rồi mình sẽ trả bài ra. Đặc biệt thì cái trò ảo thuật này thì yêu cầu là chúng ta phải biết trả bài. Cũng không cần trả nó đều lắm đâu, chỉ tương đối là được rồi. Đó, rồi. Cái đó thì chúng ta sẽ ngửa ra. Bước này là bước quan trọng. Đó. Rồi, như hồi nãy mình có nói với khán giả là bây giờ mình sẽ lấy ra bất kỳ hai lá bài trong bộ bài đó. Ví dụ như mình lấy con xì bích và con ba rô đi. Đó, xì bích và con ba rô. Mình gom một bài này lại. Đó, mình nói là mình lấy ngẫu nhiên nhưng mà thật sự mình lấy có ý đồ của mình. Ý đồ ở đây là gì? Mình nhìn hai lá đầu tiên trong dãy bài là con xì chuồng và con ba cơ thì chúng ta sẽ tìm cho bọn chúng hai lá bài giống bọn chúng, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm con xì bích và con ba rô. Nhưng mà thực sự chúng ta tìm như vậy nhưng mà chúng ta nói với khán giả là mình tìm ngẫu nhiên. Đó, khán giả sẽ tin mình là mình tìm ngẫu nhiên. Đó, chúng ta cái bước này thì chúng ta cố gắng làm cho tự nhiên xíu và gom bài lại.
Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ nhờ khán giả chia cho chúng ta một số lá bài xuống phía dưới. Đó, ví dụ như đây bây giờ mình sẽ chia. Thì cái bước này thì tự động hai cái lá bài nó nằm trên đầu nó sẽ chạy xuống phía dưới. Đó, ví dụ như người ta muốn chia đây, hoặc là chia thêm nữa, muốn chia nhiều lá thì chia. Đó. Thì vì tiếp theo thì chúng ta sẽ nhờ khán giả chia cái này lần lượt ra thành hai tụ giúp mình. Đó, mình sẽ chia. Thì khi chia này thì hai cái lá hồi nãy nó lại nhẹ lên trên đầu và cái lá cuối cùng cũng là cái lá đầu tiên. Đó. Thì mình nhớ không lầm thì cái lá cuối cùng hồi nãy là con xì chuồng và nó sẽ nằm ở đây. Bởi vì nó về vị trí cuối cùng. Đó, và tất nhiên là con còn lại con ba cơ. Và việc cuối cùng của mình là lấy con baro đặt lên đây và lấy con xì bích đặt lên đây. Rồi, vậy là xong. Mình lúc này thì mình chỉ cần búng tay hay làm một động tác gì đó thì tự động con baro nó sẽ tìm ra con ba cơ. Lúc này khán giả nghĩ là nó tự động tìm nhưng mà thực sự thì chúng ta đã sắp xếp sẵn rồi. Đó. Rồi, chúc các bạn thực hiện thành công trò thuật này. Đó. Mình xin nhắc lại thì để thực hiện tốt và đẹp trò thuật này thì chúng ta cần phải biết trải bài. Đó, trải bài thì các bạn có thể trải như mình được rồi. Đó, trải sơ sơ thôi, không cần đẹp lắm. Đó, là tập trải. Nếu mà các bạn cảm thấy trải trên bàn hay trên nền nhà khó quá thì các bạn có thể kiếm cho mình một cái miếng vải hoặc là cái khăn trải bàn. Hoặc là có điều kiện thì các bạn có thể mua cái thảm trải bài. Các sở thuật hiện nay bán rất là nhiều để là diễn trò này. Đó. Rồi, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và nhấn subscribe những video của và kênh của mình để theo dõi những clip tiếp theo và ủng hộ kênh mình để những clip của kênh mình ngày càng hoàn thiện hơn. Thì mong nhận được sự đóng góp từ phía quý vị và các bạn bằng cách để lại những cái dòng comment ở phía dưới. Thì chúng tôi hứa rằng sẽ đọc hết tất cả những comment của các bạn và ngày càng rút ra những kinh nghiệm để hoàn thiện cái kênh dạy ảo thuật của chúng tôi hơn. Cảm ơn các bạn.